Tiếp tục hôm nay lại giới thiệu cho anh em về một cái thông số kính ngắm mili của cái thương hiệu kính ngắm cực kỳ là nổi tiếng, thương hiệu kính ngắm Teago các bác nhé, thương hiệu kính ngắm Teago đấy. Hôm nay giới thiệu cho anh em về một cái thông số kính ngắm mili. Con này là Teago, thông số là 1-6 x 24 IR các bác nhé, thông số là 1-6 x 24 IR. Phiên bản tâm kính này là anh em có thể kết hợp anh em đi rừng đi dãy hoặc là đi núi các bác nhé. Đấy, anh em đi rừng đi dãy đi núi quá ok luôn các bác nhé. Có đèn hồng tâm cho anh em đi săn bắn đêm, và tâm của nó là tâm dạng có chấm tròn các bác nhé, tâm hình cây thông và có một dấu chấm tròn ở giữa đấy. Có đèn hồng tâm cho anh em đi săn bắn đêm này các bác nhé. Đấy, có cái thấu kính của nó có tính năng tự động lấy led, khi anh em ngắm bắn anh em căn chỉnh ở cự ly nào nó sẽ tự động nó lấy led về cự ly đó cho anh em chơi đấy. Một mẫu kính mili cực kỳ là chất lượng, khẳng định với các bác là con này là ngon ở trong tầm giá, trong cái tầm giá dưới 3 triệu thì là một trong những con kính nhá mili sắc led chơi chống nhảy tâm, và tâm là đẹp nhất các bác nhá, một trong những cái mẫu kính gọi là chất lượng nhất đấy. Em mà không nói con này nó là con kính tốt nhất, nhưng nó phải là nằm ở trong một trong những con kính tốt nhất các bác nhá, ở trong cái tầm giá dưới 3 triệu đồng đó. Thì em cũng xin báo giá luôn, chiếc kính Teago thông số là 1-6 x 24 IR đang được bên shop bán với giá là 2.400.000 các bác nhá, 2.400.000 đồng bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá, 2.400.000 bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em là PCB Huy Hoàng các bác nhá, em bán hàng cho đến năm nay là được 5 năm ở trên YouTube rồi đấy. Trong 5 năm đó, kể từ ngày mới bán hàng, em vẫn chỉ sử dụng hai số điện thoại và hai Zalo chính chủ, tên Huy Hoàng của em là không đổi đấy, vẫn phục vụ anh em, vẫn chỉ sử dụng hai số điện thoại và hai Zalo chính chủ của em thôi đấy. Kênh YouTube hiện tại các bác đang theo dõi đó là kênh PCB Huy Hoàng, chỉ là kênh phụ của em thôi. Còn kênh chính của em là nó có hơn 20.000 lượt anh em đăng ký theo dõi và ủng hộ kênh cơ đấy. Anh em nếu mà cần check uy tín của em thì anh em có thể qua kênh YouTube chính anh em check uy tín giúp em với nhá. Đấy thì quay trở lại với chiếc kính này thì phụ kiện đi kèm cơ bản của nó gồm có một đôi lắp chủ bảo vệ kính này, chân kính phi 30 dây 11 này, lục giác đi kèm để căn chỉnh chân kính đấy. Khăn lụa vệ sinh, giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em chơi đấy. Có đèn hồng tâm này, một quả pin này, em đã ráp sẵn vào đây để chút nữa bật đèn hồng tâm cho anh em xem đấy. Chiếc kính này dài 24 cm nhá, cân nặng là 350 g, thân kính phi 30 đấy, thân kính phi 30 nó đem lại cho anh em góc nhìn rất là rộng và đẹp các anh nhá. Thì con kính này của nó cực kỳ là nhỏ gọn nhẹ và rất là sắc nét các anh nhá, rất là sắc nét. Hơn nữa là nó có thêm cả ốc định tâm chống nhảy tâm, ốc định tâm chống nhảy tâm luôn luôn có ở các dòng kính có FFP các bác nhé, ốc định tâm chống nhảy tâm đây đấy. Rất rất hiếm, rất ít những cái mẫu kính ngắm mili mà lại có ốc định tâm ở bên phía dưới cái thân kính này, nằm ở bên phía dưới bụng kính nhá, rất hiếm đấy. Cho các bác quan sát này, quan sát những cái chi tiết rất là nhỏ nhá, chi tiết rất là nhỏ ở cái mẫu kính này này. Nó đẹp từ sự đơn giản các bác nhé, đẹp từ sự đơn giản luôn. Ở đầu thấu kính sẽ có cái dòng chữ là Teago đấy, thông số 1-6 x 24 IR nhé. Anh em mua hàng đọc rõ giúp em với cái tên và cái thông số của sản phẩm nhé đấy, để tránh cái tình trạng này em gửi báo giá nhầm và em gửi hàng nhầm cho các bác đấy. Cho các bác quan sát này, như các bác nhìn giúp em này, đây là những cái vân này, vân hình quả trám này đấy, những cái vân vân hình quả trám này đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, những cái vân hình quả trám này rất là đẹp, rất là tỉ mỉ này đấy, không cần gì phải là những cái kiểu điêu khắc gì nó quá là nổi bật, nhưng mà cứ cái vân hình quả trám này rất đơn giản và đẹp này đấy, rất tỉ mỉ và kỳ công đấy, rất là kỳ công luôn. Đấy, các bác nhìn giúp em những cái chi tiết nhỏ này, những cái chi tiết nhỏ này, những cái chỗ cầm nắm này đấy, những cái vân hình quả trám này đấy, những cái vân hình quả trám này làm cho kiểu như là cái ma sát khi anh em cầm nắm vào nha, anh em vặn anh em căn chỉnh là nó sẽ không bị trơn trượt đấy, không bị trơn trượt đấy. Những cái chi tiết này, hình quả trám này rất là đẹp đấy, logo thương hiệu Teago đây đấy.
giá là 2 triệu tư nha, 2 triệu tư bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em sẽ quay các bác xem cái tâm kính và cái thấu kính của nó. Đây là em chỉ cần mới đưa vào đây là các bác nhìn này. Em chỉ cần mới đưa vào đây thôi các bác đã thấy là nó đã led như thế nào rồi. Đấy. Nó đã sáng, nó đã led như thế nào rồi các bác nhá. Đây. Đây để em cho lên đây em cho lên đây để em quay các bác xem cái tâm kính nhá. Em tin chắc là khi các bác đang xem cái tâm kính mà em đang đang quay đây nhá, là em tin chắc là các bác xem qua điện thoại nó sẽ bị mờ hơn bình thường, nhưng tin chắc là các bác sẽ nhìn thấy những cái vạch căn chia và những cái dãy số của nó, những các cái vạch căn chia rất là nhỏ, khi anh em nhìn qua điện thoại nó rất là nhỏ và những cái dãy số của nó cũng rất là nhỏ. Thế nhưng tin chắc là với cái độ sắc nét này là các bác khi các bác xem, các bác quan sát là các bác vẫn có thể là nhìn thấy rất là rõ nhé. Đấy, các cái dãy số này 2468 này và 2468 10 12 14 16 này đấy, và các cái vạch căn chia khác nhé, rồi là tâm chấm tròn của nó các bác nhé. Đấy, tâm này anh em có thể kết hợp đi rừng đi dãy quá ngon luôn, kết hợp đi rừng đi dãy quá ngon luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ là trong và sắc nét, khẳng định với các bác là con này nó là một. Em không nói nó là số 1 nhưng con này nó là một trong những cái con kính rất là đáng chơi ở trong cái tầm tiền dưới 3 triệu đồng. Đấy. Con này thì giá của nó là 2 triệu tư rồi. 2 triệu tư nhưng mà nó sẽ là một trong những con kính rất là đáng chơi ở cái trong cái tầm giá. Đấy. Nó có cái thấu kính của nó có cái tính năng tự động lấy led luôn. Đấy, khi anh em ngắm bắn ở cự ly nào nó sẽ tự động nó lấy led về cự ly đó. Và đây là em đang bật cho anh em xem cái đèn hồng tâm màu đỏ nhé. Đèn hồng tâm màu đỏ. Đấy. Đèn hồng tâm của nó sẽ có 11 màu nhé. 11 màu xanh đỏ theo từng cấp độ. Đấy, anh em căn chỉnh. Anh em đi bắn ở khu vực nào, sáng tối như thế nào thì anh em tự căn chỉnh. Làm sao mà cho nó phù hợp với cái góc độ ánh sáng ở đó. Đấy. Cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn. Đấy. Giá là 2 triệu 400 nghìn bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ cho em qua hai số điện thoại em để trên biển kia. Đấy, hoặc là anh em có thể kết bạn qua Zalo. Anh em cần tư vấn thêm bất cứ những cái mẫu mã sản phẩm nào thì xin mời anh em cứ liên hệ giúp em với nhé. Rồi, một cái video ngắn để giới thiệu cho anh em về một cái thông số kính ngắm. Thì em cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những video lần sau các bác nhé.